cánh phượng nhỏ kẹp hờ trong trang vở. Anh rời xa, em cũng rời xa. Không buồn. Áo trắng em bay trong chiều nhạt nắng, để lại sân trường chiếc lá cũng tàn phai. Nhớ không? Nhớ không nè? Bây giờ đổi lại cái thơ của mình nè. Sao đêm lấp lánh đầy trời, mây mù bỗng đến quên mời ánh trăng. Là ngoại huynh hút nghìn trùng, bao nhiêu trăng trở chực chờ ra khơi. Trời đất ơi, thiệt cái văn thơ của con mẹ này thiệt tình á. Đọc ăn không nên đọt, nói không nên lời. Thơ gì mà thấy mịt mù mù tịch. Ánh mắt này là tôi hơi sợ rồi đó. Chẳng lẽ năm như vậy rồi mà bà cũng không nhớ chuyện xưa nữa. Cũng không thèm ra nữa. Sáu đi, bỏ Sáu một mình buồn lắm. Không được, tại vì tôi có công chuyện, tôi mới về. Vậy hả? Tôi xin phép tôi về. Ê, nếu nói vậy đợi Sáu tiểu. Sáu tiểu. Chú Tony. Trời, má chú cũng thân ghê ha. Đúng rồi, thân bạn bè hồi xưa mà, bạn bình thường thế hả? Đúng rồi. Chào con. Chào con. Xin phép gia đình tôi về nha. Để Sáu tiện. Sao tiễn Tony ra cửa? Được rồi, không được, để đi về. Đi, sao kỳ quá không biết nữa à. Con chào chú. Chào tụi con. Dạ. Tony, anh Tony có chừng té. Anh Tony có chừng té. Con về nè má. Con chào má. Má, con làm về rồi nè. Mới về hả? Dạ, nay học xong về sớm. Bữa nay má của con nấu món gì mà sao mà bầm dưa leo cà chua bấy nhẹ hết vậy? Trời ơi, tôi thử giao. Thôi má, thôi đi vào, vào tiếp đi. Lên phòng. Dạ. Má thử giao đi. Dạ anh, má thử giao. Dạ, dạ. Tôi có xin phép. Mời chú An. Gì mà ngạc nhiên vậy hả? Thì anh pha một bình cho anh. Sẵn tay pha cho chúng em một bình Herbalife. Rất tốt cho sức khỏe nha. Uống vô đi sẽ thấy được, cảm nhận được dinh dưỡng tràn vào người mình. Thấy không? Em đang cảm thấy là không phải là em sung sướng, mà em thấy là em lo sợ. Nè, có chuyện gì muốn nhờ em nói đi. Nhờ gì? Anh là người đàn ông tử tế, ấm áp trong gia đình này. Anh luôn quan tâm, chăm sóc mọi người trong gia đình. Hiểu không? Anh muốn mọi người có sức khỏe tốt, mọi người vui vẻ thôi. Nhớ giá gì? Mà nè, hai má dạo này em thấy hơi có vấn đề nha. Em giúp anh á, tâm tia sôi của hai má. Tại sao lại như vậy? Okay. Hai má nhà mình hả? Hai má nhà mình á. Anh thấy gì sao? Anh hả? Anh thấy hơi có gì đó kỳ lạ, kỳ. Thì đúng rồi. Trời, hai má mình á mà không có kỳ là phải hai má rồi. Nhưng mà đợt này á là thấy hai má lại kỳ hơn nữa. Kỳ như thế nào không hiểu được, không giải thích được cái sự kỳ này. Cười gì, uống rồi đó. Uống rồi thì làm đúng nhiệm vụ đi. Soi hai má biết chưa, có gì phải báo cáo liền. Trời. Em thấy anh kỳ còn hơn hai má nữa đó. Má của con đâu rồi, má có thấy không? Trời, bà nói bà đi mua đồ. Đi mua sắm hả má? Quần áo áo vậy đó. Cái dạo này má của con có nhiều đồ lắm mà ta sao thấy đi mua hoài luôn á. Ai biết, nhiều khi gu có thay đổi á. Nhiều khi bà thấy cái đó đẹp rồi cái kia chưa ưng rồi, nhiều khi bà mua đồ về bà thay nguyên cái tủ đồ của bà chừng. Má.
Gì con? À, con hỏi đây nè. Má có thấy á, là dạo này má của con với chú Tony á thân thiết với nhau không? Mà nè. Dạ. Bình thường thôi mà con. Trời đất ơi, cái chuyện thân thiết nhau là chuyện bình thường. Bởi vì á là đó là những người bạn cũ gặp lại. Con đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nghe. Giỡn mặt á. Dạ, đâu nghĩ gì đâu. Bạn cũ tôi gặp lại, chuyện thân thiết là bình thường, vấn đề hết trơn á. Thôi con xin phép má con lên phòng viết kịch bản tiếp nha. Ừ, lên đi. Dạ. Mình còn chưa kịp nói gì mà má chặn đầu mình rồi. Kỳ vậy ta. Công nhận mình trượng phu thiệt luôn á. Trời ơi, càng ngày giống như là một người phụ nữ quá rộng lượng. Có khi nào mình đổi giới tính thành đàn ông luôn không trời? Đã đỡ đần, đã bao che rồi còn nói tốt cho đối thủ nữa. Ơ, quên lại còn nói tốt cho bà nữa. Qua nhà không? Làm như là tôi nợ nần gì mấy người này hay sao á, thiệt. Qua nhà không? Bảy ơi, nhà Bảy. Ông kiếm bà Sáu hả? không có. Bà Sáu bà đi rồi. Cho tôi vô nhà 5 phút thì tôi ra, tôi đi liền. Vô làm gì? Bây giờ bà Sáu thì bà đi, nhà cũng có ai hết trơn á. Tôi thì quá trời bận biểu, đâu có ai tiếp ông. Xin lỗi nha Tony, bye bye. Vô ngồi mình cũng được, ngồi coi tivi mình cũng được. Con kêu gì vậy? À, trong kịch bản á, có cái cảnh mà người ta bấm chuông mở cửa á. Kiến con, có người tới á mà. Vô duyên à, làm tưởng. Gõ đi. Gõ đi. Mệt. Thật tưởng. Gì? Sao dạo này không thấy ảnh tới thường xuyên ha? Anh nào? Ảnh á, anh Tony á. Ủa chứ không phải bà làm cho ông sợ mất dép à hả? Người nào? Đừng có nói à, đừng có nói kêu ổng. Người ta không có già đâu, không có già ông kêu bằng ổng à. Anh xôi nữa. Đi đi. Anh Tony. Rõ ràng là cái tiếng bấm chuông mà. Bấm chuông người ta làm tôi hết hồn hả? Vô giáo dục. Thứ gì vậy? Sao vậy? Làm gì mà tự nhiên chợt vui chợt buồn như là thiệt á? Sài Gòn bốn mùa hả trời? Quỷ vô duyên với shipper bấm lộ nhà bấm in nổi à, tính ra đi. Trời ơi, sao lần nào qua đây bấm chuông cũng gặp bà này hết vậy trời?